Chặng trình là 10 phần hết 7 còn 3 đó, hết 2 còn 1 mới ra Thái Bình. Như vậy thì cái đệ tam thế chiến này nó bùng nổ lên một cái chiến này, có nghĩa là cái nó chúng sanh là hết 9 rồi, còn chỉ có 1 thôi. Vì vậy mà cô bác mà ráng Tư Hoàng chia sẻ về cái ý đề này, mong cầu cô bác ráng làm hiền, ráng niệm Phật siết lên nha. Thật cái thời kỳ này nó đã tới rồi, nó đã có nghĩa là ở ngoài nó đánh đầm ấm với nhau vào rồi, thì thử hỏi cô bác chứ không có sao được. Thành thử ra mình thấy chuyến này rõ ràng đây là cái cơ trời định rồi. Bởi Đức Thầy mới khẳng định là ta dừng tay chờ đại định thiên Đức Ngọc Đế xử phân cho chúng. Vì chỗ này mà lời tiên tri của các ngài có nghĩa là Đức Trạng Trình là tiên tri phải nói là cái năm thịnh này là một chiến tranh nó bùng nổ là không tưởng tượng luôn á. Đây là lời tiên tri mà của Đức Trạng Trình đó. Vì vậy mà hôm nay Tư Hoàng để nói lên cái ý đề này có nghĩa là về cái cơ pháp cho cô bác huynh đệ mình đã đều thấy hiểu biết để mình niệm Phật siết lên, mình lo tu siết lên. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi. Hoang mang gì, hoang mang cái gì, sợ mình không còn đây chứ nói gì hoang mang. Cái đệ tam thế chiến này nó bùng lên cả cái thế giới này, nước nào cũng chiến tranh hết. Rồi tới chừng đó là chỗ nào gọi là hoang với mang đâu. Tôi sợ mà cha nọ bồng con mà vợ khóc hoà đó. Thầy nói tan nát luôn á, rồi nhà không ngự ở. Ôi nói trước, nếu chẳng tin lời gặp thiết tha. Đây là lời của Phật, của Thầy, không có nói dốc. Diễn biến là như khổ đà như đi đến như tên để đánh thức thức tỉnh chúng sanh, làm cho chúng sanh những đứa con nào có duyên có Phật, với Phật với Thầy đó mà hoài đầu thức tỉnh ăn năn cải hối đặng vào trời Phật đó, và xả tội đặng cứu. Bây giờ này mình không lo nghe, mình không lo giờ bấy nhiêu đây thôi, mà giờ lúc này mình còn là coi như là cái tâm của mình nó còn là bi động, nó còn là chạy theo mà cái sự vô minh. Rồi từ chỗ này từ chỗ đó người thành thử tới ngày giờ phải chết thôi. Nội con cái mà tới cái ngày giờ mà núi cấm mà lộ ra đền đài, rồi bố ông thẻ chưa chắc gì cái người hung, người giữ, người ác mà vô được nữa. Nó tới cái giờ rồi đó. Bà Đức Thầy mới khẳng định nơi phía trước treo leo tiếng khóc. Tại sao ở đằng trước mà treo leo tiếng khóc, rồi đứng sau lưng hình dốc dãy chân, sao ở đằng trước làm sao không vậy, sao vô không được. Phải đứng đó mà yên đâu. Nước kia lửa nọ tưng bừng, thảm cho thế sự lẫy lừng nạn tai, thời cũng bởi không ai tu niệm. Thành thứ không tu không niệm, lúc này mà không niệm Phật, mà không lo cải hối ăn năn, không lo hoài đầu hướng thiện, thì tới giờ cuối rồi đó còn phải đứng trước làm sao, chứ vô cái đền đài không được. Vì bốn cửa có tứ thiên vương, dù có trèo lên cũng tuột xuống nữa. Từ sau đó mới đứng trước, đứng làm sao mà đứng phải yên sao. Thầy nói nước kia lửa nọ tưng bừng, thảm cho thế sự lẫy lừng nạn tai, thời cũng bởi không ai tu niệm, mà không tu không niệm nữa, cứ lẳng lơ ngạo biếm phe phang, thậm chí không tu còn biếm nhẹ người tu, chỉ trích người tu. Và đến nay là buổi tai nạn tam thiên lục bát khắp tràn hại dân, đâu phải nói nhiều cái chơi, đâu phải mỗi trận mà chiến tranh đệ tam thế chiến này đâu, tới chừng đó là coi như là tam thiên lục bát đó, Đào Lư công chúa, Tội Ba công chúa, Ngũ Long công chúa, nó thị hiện ra nó, và địa tiên với thiên tiên nó đấu khép, địa tiên thiên tiên đấu khép với nhau, chứ không phải nói đơn giản đâu. Mà không còn đường để sống đâu. Rồi thậm chí là tới cuối cùng là tới cái giờ cái ngày đại hồng thủy nữa. Thầy đã khẳng định đó. Mà Phật Thầy ngài cũng tiên tri rõ ràng, ngồi trên mỏ ông két có nước rửa tay. Mà Đức Thầy cũng khẳng định là các mấy cây dầu bên chỗ đình là không thấy cái đọt. Như vậy tới chừng đó, đó người tu là nhờ văn thù Bồ Tát từ bi chèo thiền bát nhã cứu thì trần gian, gió đưa lướt sóng bờm lon gước, người tu niệm phê khoan phỉ tình, ai mà ta dạy chẳng dình nữa sao, đừng trách mất tình yêu đương. Bởi từ chỗ đó ông ba ông mới khẳng định là tu chết nổi, không tu chết chìm. Chết nổi có văn thù Bồ Tát vớt về cái núi Nam Quy bây giờ đó, để mà Phật bà, để mà chiếu này là Phật bà chúc hết cái tịnh bình đó, để tận độ chúng sanh trong cái thời kỳ cùng cuối này, để mà cứu, để mà qua đời Thánh Đức Thượng Quân đó. Chứ không phải như hồi trước đâu. Dạ, đến đây có nghĩa là Tư Hoàng xin chia sẻ mấy cái clip này thì đi loạn khắp chư bang, hoặc là
là Đức Thầy nói coi như là trong bài Sứ Mạng, có nghĩa là Thầy nói xác thực luôn đó, là có nghĩa là tà quái Hạ Quân khai ác chiến. Có nghĩa là trong cái thời kỳ cùng cuối này đó, Đức Thầy cho biết đó, là khẳng định là cái Đệ Tam Thế Chiến nó bùng nổ lên trong cái chu kỳ hiện hữu bây giờ. Từ bắt đầu là cái tháng Bừ đó là năm Mão, là nó diễn biến tới là có nghĩa là Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu. Vì vậy mà hôm nay Tư Hoàng cũng trình bày về cái Đệ Tam Thế Chiến này nó bùng nổ lên, nó xác thực rõ ràng. Đây là lời của Thầy đã khẳng định rồi. Có nghĩa là Đức Thầy cho báo tin cho biết trước, có nghĩa là cái Đệ Tam Thế Chiến này nó bùng lên. Vì vậy mà hôm nay Tư Hoàng chia sẻ trước là cái tình hình là chiến tranh bùng nổ đó. Thì mình thấy là khẳng định là rõ ràng, đây lời tiên tri của Phật của Thầy đã khẳng định là bài khai là các nước để nó tranh bá, nó tranh giành với nhau, nó cũng vì giành giật với nhau mà hôm nay coi như là nó mới xảy ra cái Đệ Tam Thế Chiến này. Nó phải bùng nổ lên, có nghĩa là coi như là nó bùng lên rồi mà cái chiến này đó, xin thưa với cô bác huynh đệ, không còn gì mà tưởng tượng nổi nữa. Vì Thầy nói đời cùng ly loạn khắp chư bang rồi, hoặc là có chỗ là Đức Thầy đã khẳng định rồi, khắp thế giới của nhà tan nát, hoặc là có nghĩa là có chỗ là Thầy nói là cho mình báo tin cho mình biết trước là coi như là kể từ bắt đầu cái tháng Bừ năm Mão là nó diễn biến cái Đệ Tam Thế Chiến rồi. Thành thử ra từ cái chỗ này mà bây giờ là chỉ còn có bao lâu nữa mà bước qua cái Thìn Tỵ mà trong cái năm Mão mà các nước ở ngoài bây giờ Trung Đông nó quýnh với nhau coi như là ác liệt ở ngoài rồi. Rồi bước qua Thìn Tỵ này nó quýnh còn khủng khiếp, còn dữ dằn hơn nữa. Nó quýnh chừng nào mà cảm thấy có nghĩa là chết hết không còn gì bao nhiêu nữa. Từ chỗ đó mới trở về Biển Đông. Hoặc là trong khi ở ngoài nó đang quýnh, nó có nghĩa là mới vô cái màn một thôi, nó mới vô cái đầu đề Đệ Tam Thế Chiến mà Biển Đông bây giờ đó là có nghĩa Trung Quốc nó đang hăm he, nó đang muốn đánh Đài Loan rồi. Vì vậy mà chiến tranh nó phải bùng nổ lên thôi, không có đường nào chạy, đường nào cho khỏi trong mấy cái ý đề Thầy đã bày khai rồi. Thầy đã khẳng định rồi, chiến tranh tàn khốc do loài người tàn bạo gây nên mà không có sao được. Còn cái thứ hai nữa là Đức Thầy nói đời cùng ly loạn khắp chư bang. Vì vậy mà hôm nay thành thử Tư Hoàng xin chia sẻ chỗ này mà xin thưa với cô bác huynh đệ, mà Đệ Tam Thế Chiến nó bùng lên chiến này rồi là không còn gì nữa để nói chứ. Có nghĩa là cái người này mà không tu là chưa không thể nào còn được. Vì cái trận đồ cuối cùng rồi, cái trận mà kết thúc chiến tranh là Đệ Tam Thế Chiến nó mới kết thúc chiến tranh. Nhưng mà nó diễn cái Đệ Tam Thế Chiến này có nghĩa là màn 1, màn 2, màn 3 mới giảng tuần chiến tranh này. Vì vậy mà hôm nay Đức Thầy mới khẳng định rồi, rõ ràng là báo tin cho mình biết trước rồi. Cô bác huynh đệ ơi, từ cái chỗ này Tư Hoàng muốn nói tới nói luôn, nhắc nhở hoài để làm chi. Để chút xíu nữa đây nó tới mình đây nè, rồi mình làm sao mình chống chọi nổi. Chỉ có làm hiền với niệm Phật thôi. Vì chỗ này mà Tư Hoàng muốn chia sẻ với cô bác huynh đệ trong nước ngoài nước, bây giờ mình chỉ có con đường tu là con đường hiền, con đường ăn năn thức tỉnh thôi. Chứ ngoài ra mình không có đường nào đâu, vì cái cơ trời xử rồi, cái cơ tận diệt rồi, cái chu kỳ cùng cuối rồi. Cô bác huynh đệ ơi, ở đây có nghĩa là Tư Hoàng đưa lên cái ý đề này, nhưng mà cô bác huynh đệ cũng nhìn thấy rõ ràng, coi lên YouTube thì ngoài Trung Đông bây giờ nó quýnh khủng khiếp ở ngoài rồi. Ý là chưa bước qua cái năm Thìn nữa, mà bước qua cái năm Thìn nó còn dữ nữa, còn dữ gấp mấy lần nữa. Vì sao? Vì Đức Nhận Trình Ngài đã tiên tri rồi, Long Vĩ xà đầu khởi chiến tranh. Hoặc ông ba nói rõ ràng là giáp thời có thấy binh đao, là có nghĩa có giáp Thìn này là bắt đầu binh đao là chiến tranh rồi. Và bước qua cái Thìn Tỵ này đó nghe là thôi không còn gì nữa để nói đâu. Có nghĩa nó bùng lên cái chiến này, xin thưa với cô bác huynh đệ trong nước ngoài nước nha. Chiến này chỉ có niệm Phật à, Phật mới cứu khỏi nơi khói lửa thôi, chứ mình không có trốn, không có chạy, không có né đâu cho được đâu. Vì cái cơ tận diệt rồi, nó không còn cái đời cùng rồi, cái đời mạt pháp này nó không còn nữa. Thành thử cơ trời đã định rồi, vì vậy mà hôm nay Tư Hoàng chia sẻ cái chỗ này nè.
làm gì, làm sao mà tránh khỏi cái đệ tam thế chiến mà nó bùng lên cái mà trong ông thánh ông còn nói rồi. Ông nói trời ơi sao ó biến bay, xe kia biến chạy tại ai xe ngừng súng sao không nổ nữa chừng chư ban thập bát ngập ngừng ngẩn ngơ. Trời ơi sao ó biến bay là có nghĩa là máy bay tới chừng mà ngũ hành mà biến chất rồi đó, âm dương tiệt khí rồi máy bay phải gớt thôi. Có chỗ ông nói nửa chừng dập giới bằng nay dập chiều đó. Trời ơi sao ó biến bay, ó là máy bay, đó là sự là ngày nó ó thôi. Rồi xe kia biến chạy tại ai xe ngừng vậy chứ xăng như nước lạnh rồi làm sao chạy được. Rồi súng sao không nổ nửa chừng, súng sao tới chừng đó giờ đó còn nổ được thì bắt đầu nó diễn biến ở đây đó nghe, là nó bùng cái đệ tam thế chiến này là chút xíu xong rồi thì coi như là ngũ hành biến chất liền. Có nghĩa là bởi thập bát chư hầu lỵ há khang nữa là có 18 nước đều phải chết, chết trong cái trận đồ cái cơ trời định này. Nhưng mà bây giờ nó đánh thì nó đánh khủng khiếp rồi đó, có nghĩa là cái cơ trời đã định rồi, thành thử chiến này tên lửa nè, còn nguyên tử hạt nhân, mà hạt nhân chiến này nó bùng lên rồi không thể nào tưởng tượng đâu cô bác ơi. Có thể là tối trời tối đất gì vậy mà hôm nay Tư Hoàng chia sẻ chỗ này để mong cầu cho cô bác huynh đệ mình ráng làm hiền, ráng niệm Phật nha, ráng thức tỉnh ăn năn hoài đầu mới còn con đường này. Vì không thể nào nó không xảy ra hiểu rõ ràng rồi thì đây là cái cơ trời đã định, thầy đã báo tin cho biết trước để tam thế chiến nó bùng nổ là ngoài Trung Đông rồi tới Biển Đông rồi tới bảy núi là sông phiên dán cái tuôn hát này. Vì vậy mà hôm nay trong đất nước Việt Nam mình nó chưa tới mà cô bác mà huynh đệ mình hững hờ giờ này mà không lo niệm Phật, không lo ăn năn hoài đầu hướng thiện thì đâu có con đường nào để mình sống được sao sót được đâu. Vì thầy đã khẳng định sau này ví dụ thầy cũng cứu rồi cứu người hiền không, người hung làm sao cứu được. Vì vậy mà hôm nay Tư Hoàng chia sẻ cái chỗ này xin thưa đăng lên cho cô bác huynh đệ trong nước ngoài nước, chỉ có con đường mình hoài đầu hướng thiện thôi cô bác ơi. Làm hiền ấy, hiền lành chừng ấy xung dày quân thần cộng lạc thải đều vui chơi, đến đó ta mới mừng cười nhìn xem ngọc đế giữa trời định phân. Mình chỉ làm hiền thôi, mà mình làm hiền không được nữa thì thôi chuyện này không còn gì nữa để nói. Ở đây là Tư Hoàng chia sẻ thật sự, có nghĩa là nó xác thật trong cái ý đề đời cùng. Mà thành thử ra gì có chỗ này đó mà Tư Hoàng chia sẻ cho cô bác huynh đệ mình ráng làm hiền. Mình làm hiền nữa mà mình mới còn sống để nối đời. Rồi mình làm hiền mình mới giữ được hội Long Hoa. Rồi mình làm hiền rồi mình mới thể hiện được là có nghĩa là người hiền có kiến trên đời. Chỉ có làm hiền mà mình làm không được, còn nói đường tu làm sao mình tu. Nếu nói là chữ tu thì đâu phải một ngày một bữa đâu. Tu cả một nhiều đời nhiều kiếp đâu, chứ không phải một kiếp. Mà trước mắt mình làm hiền mình làm không được nữa thì con đường nào để mình sống sót được đâu. Mà chiến tranh nó bùng lên chiến này rồi đâu phải, rồi mà ở đây nè, ở ngoài Biển Đông là nó bùng lên cái nữa là không tưởng tượng luôn. Có nghĩa là tối trời tối đất. Rồi làm sao tới chừng đó mình mất không khí hoặc là âm dương tiệt khí làm sao mình thở nếu không tu. Người tu mà còn phải chịu hấp hối đây nè, chứ đừng nói người không tu. Vì vậy mà hôm nay Tư Hoàng chia sẻ mong cầu cho cô bác huynh đệ trong nước ngoài nước, cô bác ơi ráng làm hiền, ráng niệm Phật đi, chứ cái thời kỳ này nó không còn đâu. Chứ hồi sắp đây nè, có nghĩa là chiến tranh cả một cái thế giới này á, chứ không phải là riêng một cái đất nước nào đâu. Vì cái chiến tranh là đệ tam thế chiến này là kết thúc chiến tranh, thành thử có nhiều nó xài hết nhiều à. Nước này là phóng nước kia phóng nước nọ, phóng hồi tối trời tối đất. Rồi thử hỏi rồi cô bác mình dám còn sống nổi không? Đâu có con đường nào để sống đâu. Vì cái chiến tranh này là cái chiến tranh hiện đại không? Có nghĩa là khoa học tiến bộ rồi, nó chế nhiều cái nguyên tử để mà giết người hàng loạt luôn. Vì vậy hôm nay Tư Hoàng mới xin chia sẻ ở chỗ này để cho cô bác huynh đệ mình ráng để thức tỉnh hoài đầu. Chứ thật sự ra ở đây Tư Hoàng muốn đăng lên cái clip này để chia sẻ với cô bác trong nước ngoài nước cũng vậy. Có thời kỳ cùng cuối đòi chịu chiến chốt rồi, bây giờ mình không có lo, mình hẳn hờ nữa. Rồi giờ này mình không còn là nghĩ tới cái chỗ làm hiền nữa thì con đường nào để mình sống được đâu. Vì đệ tam thế chiến này nó bùng lên cả cái bầu trời này mà phải nói là gung ginh đó, chứ không phải nói là đơn giản đâu. Nó mù mịt đó, cả trời đất đó. Tại vì cái nguyên tử hạt nhân không,
bây giờ nước nào nó cũng vẫn có hết trơn, thành thử gì có chỗ này mà cái chiến đệ tam thế chiến này, xin thưa với cô bác nha. Rồi là bắt đầu là Trung Đông, rồi Biển Đông, tới cái vùng bảy núi Thất Sơn màu nhiệm mà thay nằm bằng non, máu chảy thành sông nữa. Rồi thử hỏi con người ta làm sao còn được. Thành thử ở chỗ nào, ông ba nói rõ ràng, nước nào nước nấy đánh nhau à. Chứ không có khác, không có chạy đường nào cho khỏi. Tại vì một đất nước trong đó nó có hai phe, một bên tư bản, một bên chủ nghĩa, vì chỗ này mà nó tranh với nhau. Rồi thậm chí... có nghĩa là ở ngoài Biển Đông bây giờ đó, có nghĩa nó tranh để làm gì? Nó tranh để là nó tìm tòi những cái đồ quý báu của trời, của Phật. Ví như mỏ dầu nè, mỏ xăng nè, hoặc là ví như bây giờ là những cái mà chất uranium. Vì vậy mà hôm nay nó vì chỗ này mà nó giành giật, nó tranh giành với nhau, nó mới giết với nhau, nó sát phạt với nhau. Thành thử có đệ tam thế chiến này thì thưa với cô bác, bây giờ ở ngoài nó đánh rồi, nó đánh với nhau không biết năm sáu nước ở ngoài rồi. Rõ ràng là như vậy đó. Vì vậy mà hôm nay mình thấy nó chắc thực thực tế rồi, hỏi bây giờ mình còn cái gì nữa mà lưỡng lự. Dạ, cái diễn biến như thế nào thầy về chứ huynh, thầy nói là nước xuôi một mái thầy về đó chứ huynh. Thì có nghĩa là cũng có một cái ý đề đức thầy nói chừng nào nước xuôi là thầy về đó. Nhưng mà có chỗ là thầy nói thì nói, chờ ngày thấp thoáng nhìn yên trời thì cứ ra tay, quyết chèo thuyền đến chốn Bồng Lai mới ngơi nghỉ tấm thân của lão. Có nghĩa là thầy thấy thấp thoáng là thầy thể hiện về rồi, chứ không đợi gì phải quá trưa nước quá xuôi luôn nữa. Cái ý nghĩa nước xuôi á là bây giờ mình thấy xác thực rõ ràng nữa. Có nghĩa là các nước thế giới bây giờ nó có cái hội chữ thập đỏ. Có nghĩa là hiện bây giờ mình nói cho trong đất nước Việt Nam thôi, mấy ông này, mấy bên chính quyền ta cũng có các nhà tình thương tình nghĩa giúp cho là người dân nghèo khổ khó, thì coi như là bây giờ là coi như là theo là Phật pháp là rõ ràng. Tại vì mình làm cái này là khẳng định là nói về vấn đề từ thiện xã hội, thì con cái khuôn của Phật pháp rồi. Vì chỗ này mà nước xuôi thầy về là rõ ràng là xác thực là như vậy rồi đó. Chừng nào nước xuôi là thầy về. Vì vậy mà hôm nay đó, nhưng mà thầy nói vậy cho thầy về trước nữa. Tại thầy về tới ba lần đó, lần thứ nhất, thứ nhị, thứ ba. Nhưng mà thầy về lần thứ nhất đó để mà thầy để mà độ tín đồ, cứu tín đồ. Vì chỗ này đó mà thành với thầy để mà vấn đề dịch bệnh. Mà dịch bệnh chứ này nó bùng phát trở lại, xin thưa bà nói nữa nghe là không, mình không lọt đâu, mình không chạy cho khỏi đâu. Tại vì vừa qua rồi cái Covid-19 năm 2019 là cả thế giới này chết không biết bao nhiêu rồi. Bây giờ nó quay trở lại một cái nữa, mà dịch bệnh chứ này nó còn khủng khiếp hơn. Vì vậy mà hôm nay xin thưa với cô bác huynh đệ mình thấy xác thực rõ ràng rồi. Đây là cái cơ trời định rồi, cái cơ tận diệt rồi, nó còn cái gì nữa mà bây giờ mà mình không lo làm hiền, không lo niệm Phật. Rồi để rồi đây nó tới việc tới giờ đó, có nghĩa là tới là cái ngày giờ mà cái đất nước mình nó chiến tranh nó bùng lên, thì thử hỏi lúc đó mình còn cái tinh thần để mà mình niệm không, hay là lo mình lo mà chạy cống giò mà chạy chết. Đất nước Việt Nam đây nè, đức thầy còn khẳng định là mai sau nhiều cuộc đất cày đó, có nghĩa là nhiều trận vật là miên nó vậy đó. Rồi thử hỏi bây giờ mà miên mà bây giờ mà làm sao Việt Nam quýnh lại nó. Hiện bây giờ nó có Trung Quốc, nó đang là coi như là nó đất nước miên bây giờ nó đang là nó bắt tay với Trung Quốc đó. Có nghĩa là nịnh bợ Trung Quốc, vì chỗ này mà bây giờ mình quýnh đất nước Campuchia là có Trung Quốc. Mà chưa gì hết là bây giờ nó hăm he rồi. Dân Campuchia bây giờ, đất nước Campuchia là giờ nó hăm he đòi đánh Việt Nam, đòi nó đòi lại những cái di tích xưa kia gì của nó. Nhưng mà cái thời kỳ quá khứ đó có nghĩa là chỉ nghe đồn nói thôi, chứ là mình đâu có, mình thấy cái hiện tại bây giờ đất nước Việt Nam mình nó có cái ranh giới đâu đó nó rõ ràng hết. Mà bây giờ nó nghe mà Trung Quốc nó lấy chỗ này nó chiếm chỗ y gan như bên Trung Quốc mà nó chiếm ngoài Biển Đông như vậy đó, thì thử hỏi xin thưa với cô bác, chiến tranh không? Không chiến tranh sao được, nội mình nói đất nước Việt Nam thôi. Bây giờ hiện bây giờ thật sự luôn là giữa được, nó không có, nó có nói nước nào mà nó khẳng định là Campuchia nó hâm nó đánh Việt Nam mình đó. Mà lúc này là coi như là nó đã mạnh rồi, nó có mà Trung Quốc để bảo kê nó,
vì chỗ này nó không còn sợ gì Việt Nam nữa đâu, mà thậm chí nó nhờ chờ cái thời cơ đó. Nhắc lại những lời tiên tri của thầy mình đi chứ. Còn lời cơ pháp của thầy đã bài khai, đã xác thực rõ ràng rồi. Xin thưa với cô bác, thầy nói nhiều cái đoạn mà chiến tranh nó bùng nổ lắm. Thậm chí là thầy đã khẳng định đời cùng ly loạn khắp chư quan, mà trong cái đời cùng này đó, thì thầy nói năm 39 là cái đời cùng, hạng quân này đã hết đời rồi đó. Rồi thành thử tới bây giờ mà không ly loạn sao được. Ly loạn là chiến tranh. Vì chỗ đó mà thầy mới nói khắp thế giới của nhà tan nát, hoặc chiến tranh tàn khốc do loài người tàn bạo gây nên mà không chiến tranh sao được. Rồi bây giờ mình thấy thực tế là có nghĩa là ngoài Trung Đông nó quýnh dữ dội rồi. Bước qua cái năm Thìn này, xin thưa bà nói nghe, nói cho cái năm Thìn cho tháng 11, tháng 12 này nè, nó diễn biến nhiều cái là không tưởng tượng đó. Tại vì cái hết nạn tai dồn dập sớm làng còn chi, thành nữa nó hết này tới kia. Chứ không phải nói dịch bệnh không đâu, mà không phải nói là sụp đất sóng thần không. Nó diễn đủ thứ chết hết trơn. Nó làm cho con người chiến này là phải điêu linh nghiêng ngửa, lông trời lỡ đất đó. Nếu mình không tu không hiền thì thành thử cái trận đồ, cái cơ tận diệt rồi mình đâu có lọt nổi đâu. Cuối cùng rồi mà còn phải bị xử. Vì vậy hôm nay Tư Hoàng mới chia sẻ với cô bác huynh đệ, đây là cái cơ trời định rồi. Bởi thầy mới tài bài khai về cái cơ pháp thôi. Thầy nói thánh, đến Thân Dậu thánh thần náo động đó. Tới cái năm Thân Dậu thánh thần còn náo động chứ đừng nói chúng sanh. Rồi thảm cho trần nhà chống ruộng quan. Không chống, không ruộng, không quan sao được. Tới chừng đó là còn bằng người, con người còn bao nhiêu. Rồi thậm chí có nghĩa là mà lúc đó mà ruộng nổi sao mà không quan. Lo chạy chết không. Nội chiến tranh nó bùng nổ lên, lớp nào sụp đất sống thần, rồi lớp nào đối đau, là coi như là nó đủ thứ hết. Cái khổ nó gì nó diễn tới rồi. Khổ đà đi đến như tên đó. Thầy nói như tên vậy đó. Cái khổ này nè, hết này tới kia, hết kia tới nọ. Vì vậy mà hôm nay Tư Hoàng mới chia sẻ, cô bác ơi, bây giờ không còn gì nữa để nói. Tư Hoàng chỉ nói bao nhiêu thôi để cho cô bác ăn năn hoài đầu, hướng thiện, thức tỉnh để mình còn lại được nói đời thôi. Chứ giờ này không còn cái gì nữa để nói. Tại vì mình thấy chiến tranh thực tế rõ ràng, ngoài Trung Đông nó quýnh với nhau rồi, coi như là mấy nước ở ngoài rồi bước qua cái thành tị này nó còn giữ gấp bừ lần như vậy nữa. Thì thử hỏi có nghĩa ngoài Trung Đông làm sao còn được. Không thể nào nó còn được. Mà đa số là dân là chết không biết bao nhiêu mà thiên muôn ngàn nào mà nói đâu. Đất nước nào cũng vậy, chiến tranh rồi chết cảnh chứ có nghĩa là muốn hết nước luôn. Mà là nhất là ông ba nói các nước quần yêu trời Phật xử tiêu đó. Để cho chiến tranh nó đánh với nhau là nó không còn đó. Đây là cái cơ trời định vậy đó. Vì vậy mà hôm nay mình đâu có chạy đường nào cho khỏi mà nói không có chiến tranh hoặc là ở ngoài quýnh cho trong mình. Không có, xin thưa mà nói nghe. Cái màn ba là tới trong cái đất nước Việt Nam mình. Nội cái giặc miên không thể nào nó không đánh mình đâu. Ở đây Tư Hoàng nói thiệt đó. Tại vì lời của Đức Phật Thầy Tây An Ngài đã tiên tri khẳng định rõ ràng nè. Là miên nó tràn qua là đất nước Việt Nam là nó đánh rồi, tới cái giờ, tới cái ngày rồi. Không thể nào biểu nó không đánh được. Tại vì nó đang có nghĩa nó hận mình. Nó hận đất nước Việt Nam mình ngày xưa. Không biết có, ví dụ là ông bà mình không biết có chặt đầu miên để làm ông táo không. Cái chuyện đó mình không biết quá khứ. Cái thứ hai là mấy tỉnh này nó nói của nó. Rồi Việt Nam ông bà mình hồi trước lấn chiếm. Vì vậy xin thưa mình đâu có biết được cái chuyện này. Bởi vì vậy mà hôm nay là Đức Thầy cho mình biết là có nghĩa là cái chiến tranh đệ tam thế chiến này nó bùng lên khủng khiếp. Cô bác ơi, có nghĩa là coi như nó bùng lên một cái chiến này rồi. Không tưởng tượng, không tả nổi đâu. Tại vì hôm nay nó chưa tới mình không có màng đến. Hoặc là mình chưa có mà lo. Chứ thật sự gai bây giờ mấy nước ngoài mà nó đánh nhau rồi, dân là ở ngoài đó xin thưa với cô bác huynh đệ nha, thậm chí tới là đói nữa, đói mà không còn sợ đói luôn. Là vì đâu lúc đó là lo chết lo khổ không, mà đâu còn sợ cái gì nữa mà nói về cái vấn đề mà đói đau. Thành thử cái cơ này là cái cơ tận diệt rồi, nó không còn đâu cô bác ơi, xin thưa để mà nói nghe. Chứ thật sự ra nó Biển Đông nó bùng ở ngoài xong hết nó chết mà muốn hết ra ngoài Trung Đông rồi là tới Biển Đông nó sống dậy nè. Đức Thầy đã khẳng định rồi. Ngọn nước biển lô nhô lặn hụp,
Rồi chim đua bay, cá lại tranh mồi, ngọn thủy triều nô nước sụt sôi bầu trái đất một khoen luân chuyển. Ngọn nước biển lô nhô mà sao mà có lặn hợp ở trong này. Lặn hợp là tàu lặn, hiện bây giờ là tàu lặn nó nổi lên nổi xuống. Thầy mới nói ngọn nước biển lô nhô lặn hợp á, đó là tàu lặn. Rồi chim đua bay, cá lại tranh mồi, chim là máy bay, nó đua với nhau nó bay đó. Đây là cái sự thầy diễn qua cái lý thôi, rõ ràng xác thực. Cá lại tranh mồi là tàu chiến đó. Tàu chiến bây giờ là nước nào nó cũng có chân. Tới chừng đó mà chiến tranh nó mà tới chừng mà Biển Đông mà nó sống dậy một cái rồi đó hen, là coi như là tới chừng nào mà tàu chiến nó chìm ở dưới biển hết thì lúc đó đó là Biển Đông nó mới yên. Mà nó yên rồi thì nó chạy là bắt đầu vô cái màn ba là cái thất sơn màu nhiệm liền, nó chạy qua liền năm nước chặt đường. Thầy đã báo tin cho mình biết rồi, qua năm nước mà chặt đường luôn á. Rồi qua lộ dân giám báo Cần Thành xong thì thử hỏi xin thưa với cô bác nghe. Rồi cái màn ba này là tới đất nước Việt Nam à, không chạy đường nào cho khỏi đâu. Đây là cái cơ trời định mà thầy đã bài khai rồi, lãnh lệnh trời thầy bài khai nói cơ pháp đang đánh thức mình. Rồi có số mà anh em huynh đệ nói tại sao mà nói qua cơ quá chứ xin thưa đây là rõ ràng rồi. Đức thầy đã bài khai về cơ pháp rồi. Hoặc có chỗ thầy nó bàn với luận đặng coi chân lý lậu cơ trời thiên ý bài ra. Hoặc là đức thầy đó nói xác thực rồi. Nói về vấn đề là mà nói về cơ pháp. Đây là rõ ràng là thầy, lúc này là thầy cho phép mình bàn cơ để làm chi, để mà hiểu biết, để mà cái việc cái cơ pháp để đánh thức thức tỉnh chúng sanh. Có chỗ là thầy, tại sao thầy nói, thầy đã nói về cơ pháp rồi, thầy nói không còn cái chỗ nào để giấu giếm gì chúng sanh hết, là vì sao? Để thức tỉnh mình. Mà hôm nay mà thầy đã khẳng định trong cái chu kỳ, cái thời kỳ này thầy đã cho phép mình bài khai về cơ pháp rồi. Trong bá tánh muốn nơi cao quý phải tri tầm quyền bí nơi cơ. Từ sấm kinh cho đến thi thơ trong chốn ấy nhiều nơi trọng yếu. Đây là rõ ràng là nó cho phép mình bàn dưới luận đặng coi chân lý lậu cơ trời. Rồi chỗ nào mà để mà nói mình, ví dụ là thiên cơ bất khả lậu, hay là bàn chúng có lỗi, bàn tật có tội đâu. Xin thưa với cô bác huynh đệ nha. Vì cái lúc này là cái giờ này là cái giờ là có nghĩa là lớp nào là tai ách thiên tai nè. Nó đủ hết đó. Sập đất sóng thần nè. Hoặc là bão tố phong ba, đây là cái cơ trời đó. Là có nghĩa là cái ách trời nạn nước thình lình đó. Rồi từ cái chỗ này mà thầy mới tiết lộ thiên cơ, thầy mới bài khai cho phép mình bàn. Còn cái thời kỳ thầy mới khai sáng đạo, thầy cấm. Mình không cho mình để bài về cơ pháp là vì sao? Pháp đạo của thầy là trước mắt mình còn không hiểu, mà thầy nói trên trời làm sao mình biết. Nhưng mà bây giờ đó là mấy chục năm nay rồi, đã học nơi cái trường rồi. Là mấy chục năm chẳng lẽ mình không lên được lớp nào sao? Thì tới thời kỳ chu kỳ này thầy cho phép mình bàn. Bởi từ cái chỗ đó thầy nói bàn dưới luận đặng coi chân lý, ở chỗ nào mà nói là bàn chúng có tội mà có lỗi, bàn chặt có tội đâu. Xin thưa với cô bác huynh đệ, tùy theo cái chu kỳ, cái thời gian nè, vì cái giờ nó không còn bao lâu nữa, thầy đã cho phép mình để mình thấy được chỗ này, có nghĩa là thầy bài khai về cái cơ pháp để đánh thức chúng sanh, cũng như thầy không nói bài về cơ pháp thì làm sao mình biết núi cấm có đền đài bằng vàng, hoặc là có lưu ly sa cừ hổ khách mấy tòa đại cúng. Nếu thầy không lộ làm sao mình biết được. Vì vậy hôm nay mà mình mượn ở chỗ này, đây là cái ý đề của thầy đã bài khai, mình nhắc lại những cái lời kim ngôn, những cái lời vàng ngọc của thầy, để cho mình hâm nóng lợi với nhau, để trên bước đường mình cùng tu, để lo để mà mình để sau này đặng mình gán làm hiền, mình mới giữ được cái hội Long Hoa. Chứ còn thầy ra pháp cơ, thầy ra pháp đạo, thầy ra cơ pháp nữa rồi không cho mình bàn bạc, rồi không cho mình nhìn hoặc là để mà hiểu biết gì hết. Còn cái mẫu chuyện mà ông Thánh ông nói rõ ràng nha, lời truyền sấm như bài toán đố, ai biết tầm thì đặng hưởng nhờ. Ông nói ai biết tầm á mới hưởng nhờ. Hoặc là đố ai ta nói chuyện chi, ai mà biết đặng đáng ghi con trời, có nghĩa là ông khen những đứa con nào mà biết được cái lý cái sự của cơ pháp là ông khen đó, đáng ghi con trời là đáng ghi, là ông khen. Nhưng mà mình không biết thì các hàng bô lão trong đó có các ngài, các vị, các ông người ta biết, từ chỗ đó mới bài khai
xin lại cho mình để sau này mình mới nhờ nương vào đó mình hiểu biết cái lý. Chứ là tống đố mà xuống đây mà đố không ai biết hết là thầy thị hiện xuống đây để đố làm gì. Có chỗ thầy nói lời truyền sấm như bài tống đố đó, mà đố mình không biết rồi thôi, không đứa con nào biết hết rồi đố làm chi, rồi xuống đây để làm gì. Vì vậy mà cái bài tống đố nè, thành thử ông mới nói đố ai ta nói chuyện chi, ai mà biết đặng có nghĩa là biết được là đáng ghi con trời ông khen, chúng hay ông chê đâu. Còn có lắm lúc huynh đệ nói là nếu ai mà biết được là con của trời vậy cho mình vợ con của ai, không phải con trời con Phật sao. Vì vậy hôm nay đừng có chấp ngãn cái chỗ thiên cơ bất khả lậu là sai nha. Tư Hoàng dám đỉnh chánh chỗ này là trong thi văn giáo lý toàn bộ của thầy là không có chỗ nào mà nó bằng chúng có lỗi mà bàn chặt có tội chân. Chẳng qua là ở đâu mình lấy vô để mình mà đưa vào để mình đưa lên cái ý thôi. Còn nếu thầy không cho phép mình bàn thì thầy đâu có biểu mình bàn với lượng đặng coi chân lý. Lậu cơ trời đây là phải cơ. Vì vậy mà trong cái bài Thiên Lý Ca thầy nói về cơ pháp không đó. Có chỗ thầy nói đến thân dậu cơ trời thế lộ, đến năm thân dậu tay đầy sấm vang, đến thân dậu thánh thần náo động. Như vậy thì không cho mình để bàn bạc để tìm hiểu sao. Mà hai nữa là cái tựa đầu thầy nói Thiên Lý Ca là lẽ trời định. Cái nghĩa của nó là lẽ trời định. Rồi bây giờ nếu mà không cho mình bàn bạc làm sao hiểu nổi. Vì vậy mà hôm nay Tư Hoàng xin góp ý là nếu huynh đệ cô bác mình nó chấp ngã cái chỗ cơ là nói thầy không cho phép là mình sai đó. Mình sai thực tế đó. Hoàn toàn là có lỗi với thầy. Nếu giờ đã thầy nói bàn với lượng đặng coi chân lý lậu cơ trời mà chỗ nào thầy không cho mình bàn đâu mà mình đi là gợi ý lên chỗ này. Rồi chấp ngã chỗ này mình hơn thầy được sao? Vì chỗ này mà Tư Hoàng xin chia sẻ về cái cơ pháp trong cái thời cùng cuối cho pháp đạo của thầy trong thi văn giáo lý toàn bộ, bất cứ một pháp nào mình nương vào mình tu cũng được. Ở đây đó là thầy nói cơ pháp để làm chi? Để đánh thức những người nông cạn hoặc là những người là thiếu đi cái duyên với Phật pháp, thầy nói cái khổ hoặc là nói những cái chết chóc để mà cho chúng sanh thức tỉnh tu. Ví như thầy nói năm Đinh Sửu, rõ ràng là cơn bão số năm là năm 97. Thầy nói mang thị ách từ năm Đinh Sửu rồi đến năm nay tái lại một lần khổ ách này đang thức tỉnh rằng thiên định tuồn đời sắp hạ. Không nói như vậy làm sao chúng sanh mà tu? Cái người không có duyên với Phật pháp là nào giờ người ta chưa tu, chỉ có nghe cơ pháp mà có nghĩa là cái đời khổ hoặc là chiến tranh là để tam thế chiến nó bùng nổ lên, từ chỗ đó người ta mới thức tỉnh ta tu được. Còn người có duyên nó pháp đạo thì nó ngộ được, còn người ta tu. Còn cái người không có duyên là Phật, thì chúng sanh nào trong bốn loài đều có tánh Phật, Phật đâu có bỏ thầy, đâu có bỏ chúng sanh nào. Vì chỗ này thầy phải nói cơ pháp, rồi hôm nay mình chấp chỗ này là mình kẹt. Thậm chí có chỗ chiến tranh là thầy đã khẳng định trong mấy cái ý đề rồi. Thầy nói là xác thực là để tam thế chiến nó bùng nổ rồi. Không bùng sao được. Vì chỗ này mà hôm nay Sư Hoàng xin chia sẻ với cô bác huynh đệ gán chỗ này đừng nên chấp ngã cái chỗ này là lỗi đạo với thầy. Tại vì hiểu bây giờ con của thầy đã học được từ lớp 5 rồi, các hàng bô lão dù học lớp 7 hết rồi. Thành thử thầy cho phép mình bàn. Chứ thầy mới khai sáng đạo thầy nói pháp con mà nghe hiểu còn không nổi nữa mà thầy nói trên trời làm sao mình biết gì chỗ đó, lúc đó thầy không cho phép. Còn bây giờ thầy cho phép rồi, bàn với lượng rồi còn cái gì nữa để mà mình nói. Vì vậy hôm nay thôi bây giờ mấy đệ còn hỏi về cái đề tài cái ý gì nữa hỏi thêm đi mấy đệ. Nghỉ chút hả vậy? Không biết câu mà âm thinh rao khắp thinh không không? Câu này đâu mà nó hơi lạ. Ông ba cho biết nó... Ông ba đấy không? Rồi giữ chưa? Cái thời kỳ nào chết bảy còn ba mà thấy phơ ngọn cỏ rồi thêm máu người máu giặt rồi lưới. Đó là ông ba nếu qua lộ dân giáo giáo văn đó. Để coi. Ngọn cỏ vô căn thật trời. Tắt chưa vậy? Nói đi. Hả? Nhắn lại những lời tiên tri của ông ba hoặc là đức thầy chẳng trình rồi nói vô. Rồi. Hỏi không? Hỏi, nếu nói vậy hỏi chi nữa? Quên nói đi. Rồi ha. Giờ xin thưa với cô bác huynh đệ nha. Ở đây là cái cơ pháp, cái cơ trời định mà chọc thẩm chí các ngài trong cái giáo hệ Bủ Sơn Kỳ Hương mà nói thời kỳ trước hết mấy trăm năm trước nay là Đức Trạng Trình Ngài vẫn tiên tri.
có nghĩa là nó xác thực rõ ràng nè. Tại sao mà mình không nghe lời mình còn chấp ngã chỗ này? Nếu là gì nói cơ, nếu nói như vậy để cho chúng sanh khổ, hoặc là nói cơ pháp để cho chúng sanh mà không hiểu thì nói để làm gì? Vì chỗ này là xác thực rõ ràng lời của Đức Trần Trình, là có nghĩa là Long Vĩ xà đầu khởi chiến tranh. Đây là lời cơ của Đức Trần Trình, không có sao được. Hoặc là Đức Trần Trình ngài nói bây giờ xe lết xe lôi, đúng lời truyền sấm của hồi đời Lê là năm gồng gắn ngựa dê chúng sanh thế giới ê hề thay thi, là không có là sao được. Nếu mình chấp ngã vào cái cơ pháp thì các ngài đâu có mà chỉ giáo mình hoặc nói cho để mình tìm hiểu đâu. Mà mình muốn hiểu cơ pháp thì mình phải bàn cùng nhau để đàm luận, để bàn bạc với nhau, mà chưa chắc gì hiểu nổi nữa, chứ đừng có nói mà chấp ngã cái chỗ này. Hoặc là cái cơ trời định là thầy đã bài khai trong cái bài Thiên Lý Ca, nó xác thực rồi, nó rõ ràng như băng ngày luôn đó. Thầy nói cơ pháp không đó, rồi bây giờ mình không bàn sao được. Cũng như Đức Thầy nói có là tại sao đến trường sấm nổ gian thinh, em bá tánh ăn năn đã muộn, hoặc là lầu đài núi cấm lộ nay mai thức tỉnh chúng sanh mới tỏ bài. Có chỗ thầy nói chừng núi cấm lầu son lộ vẽ thì người già quá trẻ dân ơi. Như vậy thì mình thiếu cái đức tin đó. Chứ thật sự ra đây là thầy nói cơ pháp không. Cái cơ trời không có dấu gì ra là gì thương chúng sanh, thức tỉnh chúng sanh, mà thầy thị hiện xuống đây để mà giáo hóa, có nghĩa là dạy dỗ chúng sanh để thức tỉnh hoài đầu ăn năn cải hối. Mà giấu ở chỗ nào? Thành thử ra thầy nói hết, ví dụ là chiến tranh bùng nổ và ở đâu đâu rồi thầy bài khai hết, mà thậm chí luôn nói những cái hồi nào giờ mình đã chưa từng thấy, chưa từng biết, thậm chí cái vùng bảy núi bây giờ đó. Nếu thầy không bài khai, không nói về cái cơ pháp làm sao mình hiểu biết. Thành thử đây là cái lời cơ tiên tri của thầy rõ ràng xác thực rồi nghe. Mà không phải thầy, Phật thầy của ngài cũng nói cơ pháp, ngài cũng nói tiên tri rõ ràng. Bây giờ còn giấu chi đâu, đâu còn chỗ nào nữa để giấu đâu. Vì cái đời cùng nó hết rồi, rồi từ đây đến đó không lâu mà chờ. Vì chỗ này mà thành thử ra thầy đã, Phật thầy là đã khẳng định rồi, không có lâu. Mà Phật thầy là năm 1800 mấy đó, mà ngài còn nói không lâu. Bây giờ này 2023 rồi, bây giờ mình thấy rõ ràng là Trung Đông nó đánh với nhau đầm ấm ở ngoài rồi, mà giờ phút này còn chỗ nào nữa mà mình mờ hồ. Mình không lo tu, không lo hiệp. Thành thử ra hôm nay Tư Hoàng chia sẻ cái clip này đến với cô bác huynh đệ, đây là cái cơ pháp để thầy Phật đó thức tỉnh chúng sanh mới tỏ bài, mới đánh thức mình để nói ra. Chứ tỏ bài có nghĩa là nói hết, nói để cho mà đánh thức mình những cái cô bác chưa có duyên với Phật pháp đó. Chứ bây giờ nó mình không có cái duyên với Phật còn nói pháp đạo, ví dụ đại thừa hay thượng thừa hay là tối thượng thừa, làm sao hiểu nổi. Nói cái chung chung mà nói cái thấp, cái nhân đạo đây chưa chắc gì mình ngộ được cái lý nhân đạo để tu. Thành thử thầy phải nói về cái cơ pháp. Đây là cái cơ trời thầy đã lãnh lệnh, thầy bài khai, bởi thầy mới nhấn mạnh là thiên cơ được lệnh nên ta nói. Mà chỗ nào mà thầy không nói cơ pháp mà không cho mình bàn đâu. Vì cái cơ pháp chứ này để đánh thức chúng sanh. Vì hôm nay mà coi như là ngày nào các ngài cũng đều nói cơ hết. Thậm chí ông ba còn cũng vẫn nói cơ. Nói cơ để đánh thức chúng sanh. Vì cái cơ pháp là có nghĩa là cái cơ trời đã định là như vậy, 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 vậy đó. Có nghĩa là có tại sao thầy nói đến thân dậu thánh thần đảo động, hoặc là đến năm thân dậu tay đầy sấm giang. Mình nghe cho kỹ. Nếu thầy không lộ, không tiết lộ làm sao mình hiểu biết được. Vì vậy mà hôm nay xin thưa với cô bác nghe, đệ tam thế chiến này là có nghĩa là trong nhiều cái ý đề thầy đã bài khai, thầy đã khẳng định rồi. Là chiến tranh là đệ tam thế chiến nó bùng nổ lên. Mà nó bùng nổ lên chiến này, xin thưa bà nói nha, Đức Trạng Trình ngài đã khẳng định rồi đó, là năm gồng gắn ngựa dê chúng sanh thế giới ê hề đó, cả một thế giới này đó, chứ không phải nói thường đâu. Vì vậy mà hôm nay Tư Hoàng mới chia sẻ, xin thưa với cô bác huynh đệ, giờ phút này mình chỉ có biết làm hiền niệm Phật thôi cô bác ơi, đừng có còn cái gì để mà mình lưỡng lự nan nghi. Chứ nó đã tới bên đích rồi, nó đã sát một bên rồi. Hiện bây giờ mình thấy rõ ràng là bây giờ nó đánh với nhau đầm ấm ở ngoài rồi, thì chỗ nào mà không có đệ tam thế chiến đâu. Mà chưa ở ngoài mà chưa có xong là ở trong này Trung Quốc nó còn hâm nó đánh Đài Loan nữa rồi. Rồi nó đánh luôn cả mấy nước trong châu Á. Rồi thử hỏi cô bác huynh đệ, bây giờ mình lên YouTube mình coi đi.
nó xác thực rõ ràng rồi, còn cái gì nữa mà không để Tam Thế Chiến nó bùng nổ lên mà giờ này mà Phật rồi không lo hoài đầu thức tỉnh, không lo làm hiền làm sao đường đâu để mà sống sót trong cái chu kỳ cùng cuối này. Chỉ có người hiền mới sống được thôi, người hung làm sao sống được. Thành thử ra cái chiến tranh là chiến này mà nó bùng lên đó, thậm chí luôn cái quả địa cầu này mà thầy cho biết là hoàn cầu trái đất chuyển xây luôn đó, gớm ghê cho chúng phơi thay muôn ngàn lần đó, chứ không phải nói thường đâu. Như cái cơ trận diệt rồi nó không còn nữa. Vì vậy mà Tư Hoàng muốn nhắc tới nhắc lui chỗ này để làm cho cô bác huynh đệ mình trong nước ngoài nước mà thấy được cái ý đề này và ngộ được cái chỗ này để mình lo mình làm hiền mình tu. Chứ chiến tranh mà nó bùng lên rồi mình thấy bây giờ đó là đất nước nào mà nó chiến tranh rồi ở ngoài bây giờ xin thưa với cô bác chạy không? Chạy cống giò không? Chạy coi như là chạy chừng nào mà chạy hết nổi thôi. Mà thậm chí chạy chưa chắc gì sống nữa. Vì vậy mà hôm nay Tư Hoàng mới chia sẻ cái mệnh đề, cái ý đề, cái đệ tam thế chiến này nó bùng nổ lên rồi. Nó bùng lên rồi, bắt đầu thắng bự ra, lời tiên tri của Phật Thầy xác thực rồi. Thắng hợi Lý Tôn dầm về thì bây giờ đất nước Việt Nam mình nó tới màn 3 nó mới tới. Thành thử cái màn 1 ngoài Trung Đông thì nó phải bùng lên chứ sao. Lời của Phật, của Thầy tiên tri mà nó xác thực như băng ngày luôn. Thành thử nó không đánh nhau sao được. Bây giờ nó nổi trong hôm nay mà mới chưa bước qua nè. Có nghĩa là không bao lâu nữa bước qua cái thành tựu rồi. Thành tựu còn trong năm mèo mà nó quýnh là 6-7 nước ở ngoài như vậy rồi đó. Rồi hỏi bước qua thành tựu còn đường nào nữa. Chỉ còn con đường là ở ngoài Trung Đông là nó không còn ai nữa hết á. Thật sự luôn á. Tại vì nó chiến này nó nhấn vô tên lửa mà nó nhấn vô thành phố không à. Bởi Đức Thầy mới nói phồn qua đô hội lưu gian quyết. Có nghĩa là chỗ ám chỉ cho chỗ thành thị đó, là máu coi là khủng khiếp đó. Có nghĩa là tràn lan luôn đó. Vì vậy mà Tư Hoàng mới chia sẻ cái chỗ này, mong cầu cho cô bác huynh đệ mình gán làm hiền. Tư Hoàng chỉ mong cầu bao nhiêu thôi, chứ thật sự ra Tư Hoàng trình bày đây để nhắc lại những cái lời kim ngôn hoàng ngọc của thầy, để Tư Hoàng nhắc lại thôi, để mà chia sẻ với cô bác huynh đệ. Hôm nay là như vậy đó. Vì vậy là cái đời cùng cuối rồi, cái đời này nó không còn nữa. Vì chỗ này mà chiến tranh đệ tam thế chiến nó phải bùng lên, chứ không bùng lên sao được, tối trời tối đất sao được. Nói bây giờ cô bác xin thưa để mà nói nghe. Rồi bây giờ đó đâu phải mà nói cái chiến tranh không đâu, nó nhiều cái chết trận chết đến với mình lắm. Lớp nào hổ lang ác thú muôn bày, lớp nào ông năm chèo nữa nè. Ở đây là cái cơ trời định nè, chứ không phải mà Tư Hoàng nói để cho mà cho cô bác mình hoang mang. Ở đây không có Tư Hoàng không nói cho cô bác hoang mang, mà phải nói xác thực cho cô bác làm hiền để lo niệm Phật. Nè mà gợi ý lên chỗ bình luận mà nói cho cô bác hoang mang là xin thưa với huynh đệ nha. Ở đây là cơ trời định nè, trời định nè, thầy là Phật lãnh sứ mạng trời, thầy bài khai đó, chứ không phải Tư Hoàng bài khai đâu mà hoang mang. Ở đây Tư Hoàng dám nhấn mạnh ở chỗ này nè. Bây giờ mình nói mình hoang mang thôi, thử rồi thôi bây giờ mình ra Trung Đông coi có không. Rồi bây giờ Biển Đông nó tới nữa bây giờ nè. Chưa gì hết là bắt đầu nó hâm nó đánh rồi đó. Thì thử hỏi cô bác như vậy có hay là không. Cơ trời đã định rồi. Thành thử là các ngài đã tiên tri rõ ràng nói về cơ pháp không mà để cho mình đánh thức mình. Nội cái tiên tri của Đức Trạng Trình thôi. Là có nghĩa là 4 năm là từ thành trị ngọ mùi nè. Là nhiêu đó là mình thấy là nội trong 4 năm này là có nghĩa là con người không hiền không tu là khó lọt. Rồi đây đâu phải vậy đâu. Tới cuối cùng là còn phải là cái lửa tam bụi để tẩy trần nữa. Đức Thầy đã khẳng định nhìn lên trời lửa cháy liên miên đó. Mà phải lửa cháy nữa. Tiêu điều sản vật điện duyên. Đức Thầy đã nhấn mạnh chỗ này tiêu điều là không còn. Sản vật là vật dụng trong nhà, điền là đồng duyên là giường đó. Cháy không còn gì cái chiến này, cái lửa tẩy trần, lửa tam bụi. Xin thưa cô bác, đá mà chảy còn thành tro thành bùn chứ đừng nói cái thân này. Vì vậy mà hôm nay Tư Hoàng đã dám nói mạnh dạn để khẳng định chia sẻ với cô bác huynh đệ trong nước ngoài nước. Bây giờ chỉ còn con đường tu thôi. Mà thậm chí nhiều cái mẫu chuyện hồi trước á, thầy nói là cái khổ là đi đến như tên bay hồn như vậy đó, thì cũng có một hai ông lão hỏi thầy tới chừng đó trốn đâu. Đức Thầy khẳng định nó chạy vô bàn thông thiên á. Có nghĩa là mình phải lo tu cầu, phải lo niệm Phật, phải làm hiền mới sống sót được trên cái thời kỳ cùng cuối này. Chứ giờ mình chạy đâu, cơ trận diệt rồi chạy chỗ nào.
nội có cái xin thưa để mà nói là đức thầy nói sao đến việc là sơn băng kiệt thủy đó. Rồi khùng thảm thương bá tánh quá chừng nhìn xem trần nước mắt rưng rưng cảnh áo não kể sao cho xiết. Hoặc là nạn tai dồn dập sớm làng còn chi. Thầy nó không còn. Rồi bây giờ mình không lo tu, không làm hiền, không niệm Phật rồi mình còn sao? Mà giờ này lúc này đi nói mà thậm chí có huynh đệ đi nói chi nó không có để cho cô bác quan mang xin thưa nghe, gán niệm Phật đi nghe. Để chút nữa là mình không còn à. Tới chừng đó không còn quan mà không còn mang nữa đâu. Tại vì mình không còn. Chiến tranh nó bùng lên chứ này xin thưa mà nói cả một cái thế giới này đó, khắp thế giới đó, cửa nhà tan nát đó. Cửa nhà tan nát hết trượng nó cái thân này. Vì vậy hôm nay tôi hoàng dám nói mạnh dạn cho cô bác huynh đệ mình thấy về mấy cái ý đề này. Đời cùng ly loạn khắp chư bang. Thành thử cái đời này nó còn sao? Hạ quân này đã hết đời năm 39 tới giờ này 2023 rồi còn không? Mà ly loạn là có nghĩa là chiến tranh. Vì chỗ này thành thử ra chiến tranh cả một cái thế giới này. Xin thưa với cô bác là để tam thế chiến này nó bùng lên, đừng có mong mà né với tránh, chỉ có niệm Phật làm hiền thôi. Chỗ này mới là tránh né. Tránh là có chỗ mình nhào vô, mình chạy vô có chỗ lục tự di đà, đó là tránh với né đó. Còn ngoài cái lục tự di đà với làm hiền đừng có né ở đâu á. Vì cái cơ tận diệt, cái cơ xử rồi. Có chỗ thầy nói ta dừng tay chờ đợi lệnh thiên đức ngọc đấy xử khoan cho chúng, có không? Phật thầy không có nói dốc đâu, ông Phật không có nói dốc. Hôm nay Tư Hoàng mới chia sẻ về cái clip này nha. Mình không có cái thân này, cái xác thân này nè, không bằng mà đá mà còn chảy thành bùn, thành tro cho nó cái thân xác này. Vì vậy hôm nay thôi, bây giờ xin thưa với cô bác huynh đệ, gán làm thì gán tu đi. Nếu đủ duyên Tư Hoàng chia sẻ thì mong cầu cô bác để làm hiền thôi. Đặng mình sống được nối đời qua đời thánh đức 5.000 năm nữa. Mình còn sống để nối đời 5.000 năm nữa. Để chút nó xíu nữa đây mình không còn. Mình không thức tỉnh, không ăn năn, mình không còn cái thân xác này rồi, từ chỗ đó rồi chừng nào mình mới có làm có được cái thân xác này nữa. Vô phương tôi hoàng thấy rồi, bảy ước niên nằm coi như là thâm thẳm chiều trôi ở dưới, rồi từ cái chỗ đó nó gì cho chỗ này đó mà làm sao mình được có cái thân này mà nằm đó. Phải mà tới chừng qua cái đời hạ quân mạt pháp này mới được tiến hóa nè, mà qua mà cái đời hạ quân mạt pháp này nó trải qua ba chu kỳ thượng trung hạ vậy đó, mà mỗi chu kỳ là ba quân, thành thử nó thâm thẳm chịu trôi mà chưa chắc chưa có cái thân này. Đức thầy nó cỏ cùng cây điểu thú chim muôn nhân với vật quần lai bổn tánh rồi mới cây cỏ. Vì vậy mà hôm nay xin thưa với cô bác, giờ không làm hiền cũng phải là không làm hiền mình cũng hiền nữa cô bác ơi, không tu cũng phải tu nữa. Vì sao giờ có đời nó không còn, nó có tận diệt chiến tranh đệ tam thế chiến, nó bùng chiến này là chết không còn mà là cái con người nữa, chứ chưa nói tới các cái chết khác. Lớp nào háo là hổ lang ác thú muôn bày nè, mà thầy nói lớp bay lớp chạy sau này đa đoan á, ai mà ăn ở nghinh ngang đón đường nó bắt xé tan xác hồn. Hoặc là ông Năm Chèo xuất hiện nè, ông Năm Chèo mà ông thị hiện, ông sức lên hiện lên một cái rồi 18 nước rồi còn bỏ tay với ổng á, chứ đừng nói mà huynh đệ cô bác mình. Tại vì lúc đó ổng Đức thầy nó nhìn lừng trời lửa cháy điên miên, tới chừng đó ông phun lửa tới đâu là cháy tới đó, ổng cũng lãnh lệnh trời đó việc như mà việc mà những người mà tàn bạo đó. Bởi vì Đức thầy đã khẳng định rồi, coi như là mà giết người tàn bạo vậy, mà tại đây là ông Năm Chèo ông giết á, không ăn cái người tàn bạo, còn người không tàn không bạo ngồi kế bên ổng cũng không sao nữa. Tại vì cái loài ác thú này của Phật của trời định sai đi không à, bởi người hiền nó thấy cúi đầu người tu của Phật nó mà dám đâu. Vì chỗ này mà mình phải thấy cái phép trời rồi cái phép của Phật để thị hiện sau này để cứu độ mình, để tận độ mình trong cái thời kỳ cùng cuối này. Mình chẳng qua mình không có duyên mà giờ này mình còn quan mang hay hoặc là để nói cho cô bác qua. Mà không biết cái khỏ ngay xuống mũi nữa chết liền. Chó thì nhà nước không? Dê cắt cổ. Chưa khỏ còn... xuống mũi là sao? Là lấy cái gì khỏ? Cái củi mình heo á. Cái củi lấy cái củi nhỏ nhỏ khỏ ngay xuống mũi là kỹ. Lúc có làm cái đó không? Hay không. Tại vì tụi Lâm không à, có bà Hắc á, đi heo mà đi ra hồi đó ra thành phố á, chở xe hàng á, giờ ngừng ở cho ăn á, cho ăn nó ủi, bà cây bà khỏ đâu hết mấy con gì á, mình mới biết.
tiếng gì đó, có khi nào chỗ khác mời chú hai đâm không? Lò khác này kia. Kỳ đó thằng Phan Phượng ở Châu Đốc cũng kêu qua bển, tôi cũng là có Lê hồi đó ở Phú Vĩnh á, với nhà tôi làm cho nó, với Sung ở Long Sơn, giờ đi làm cho phe ông Năm Bổ đồ ông biết qua là ở bên thằng Thới Tiền á, đi mấy chỗ đó luôn. Mình thấy giấc mơ vậy á, chứ còn nhân quả mình chưa thấy, tại vì nó ngay mình cũng là cũng có gian giái, lúc tôi làm heo tôi cũng giái rồi, tôi không phải là tôi biết cái tội phước lắm, mà những cái hoàn cảnh gia đình tôi vậy á, tôi phải làm, mà nếu tôi khá rồi tôi cũng phải bỏ nghề, đủ ăn thôi là bỏ nghề, chứ không cần khá nữa. Mình có đọc cái bài nguyện bài chú gì không chú? Trời ơi, đổ đâm chứ có đọc cái gì. Okay. Sao mới biết là này, vừa đâm vừa niệm Phật chứ lúc trước hả? Thấy vô thọt rồi lật ngang, thấy vô thọt lật ngang, có niệm cái gì đâu. Yeah. Sao cái sao mình cái Tết nó gần tới là không hay, là lúc là Tết làm ngày tắm chăm con luôn hả? Ừ, lúc mà còn hợp tác xã, phân phối cho cơ quan nhà nước á. Còn ngày thường ở đây Tết làm mười mấy con. Đó, ở đây có cầu chợ, cầu đình có mờ làm cái Tết người mấy con, hai chục con gì rồi. Có khi nào làm mà máu này kia, huyết nó đâu, nó dăng vô mắt mình rồi là sao không? Hay là lấy đầu chùi hả? Lấy đầu chứ dăng vô mặt mày không hả? À? Mình mấy rồi. Lấy đầu chùi. Nóng không? Cái máu, hằng nhất là cái máu con heo đó. Lúc mình mổ ra cái máu trong trái tim mình cắt ra nó. Lũ huyết lòng á. Ừ, mình đâm mình án cái dao lại. Chặn cái dao lên chút xíu lấy huyết lòng ăn. Là nó nằm trong bụng hả? Nằm trong bụng. Còn đưa ra ngoài là nó đưa ra ngoài hết. Là nó hết ngon hay sao? Ở huyết lòng trong ăn nó bổ. Nó đặt một cục về. Vẫn thôi mình lấy huyết đó mình huyết lòng á. Rồi mình bầm thịt bầm đồ vô mình chưng huyết lòng á, kêu chưng huyết lòng. Nhiều khi bây giờ mà nói cho nó hiểu ha, chú nằm đêm ha, mà nhiều khi mình nhớ là cái cảnh mình làm heo á, còn cái mình vẫn ốc quá trời, như gặp bây giờ kêu thôi xin thưa nghỉ bây giờ lo đi làm từ thiện không. Hay có lời khuyên nào cho những người mà đâm heo như heo? Thì nhiều khi tôi cũng có phiên về anh em, nhiều khi thì Tuấn Dũng lên gây về tôi cũng nói nếu anh em nào thấy cảm thấy mà không có khổ quá đừng nên làm. Mình thấy vậy chứ hậu quả sao mà con cháu mình giờ kiếp sau đời của mình nữa. Cái hậu quả mình thấy gì chứ không có gì đâu, mình thấy mình làm gì chắc không có gì đâu, giờ hậu quả sao vậy? Nếu mà coi theo luật nhân quả về đạo thì hậu quả nặng dữ lắm. Bởi vì bây giờ là ngày tôi có quả người cúng ba thời đó, nhiều khi con công chuyện là những ngày nay cũng sáng với tối à, chứ thường thường về 12 giờ trưa tôi cúng ba thời để mình cầu nguyện cho những cái con dũng linh của mấy con vật mình giết á cho được siêu thoát, cho giảm tội mình. Thường thường là nằm đêm hay là đi đường vắng vắng chỉ có nghe mấy cái tiếng kêu lạ không? Tại vì hồi đó đồ tôi làm nó ngay là nhiều người cũng là như theo mấy người mà không có cái đạo chút nha, cũng như khiếp cũng làm cái ghê lắm, nhiều người. Mà tôi nói làm heo nha, rồi chết nhiều người khẹt khẹt không á, gần chết á, cũng như là con heo bị thọc huyết mà khẹt. Thấy luôn nữa, tại vì khoe sư phụ tôi đồ nha. Mà tại mình không nói ra tội nghiệp gia đình người ta. Như bây giờ tôi nói Hiếu nè, nói như bây giờ tôi nói thí dụ tôi làm ấy mà Hiếu gặp gì tới tao đau rồi tôi nằm xuống tôi khẹt nè, nhiều khi thấy biết hả mà không dám nói đó. Bởi vì nhiều khi tôi đi đâu gặp ai làm heo cái
tôi phiền với mấy người mà biết làm, tôi phiền thôi nghỉ mà ơi. Biết rằng giặt cái dưỡng nhơn rồi, mà những mình không làm cũng có người khác làm, mà mình có đủ ăn đủ xài rồi thôi đừng có làm nữa, nghỉ đi. Cũng như tôi hồi đó, mấy ông làm không hơn tôi đâu. Tôi làm hồi đó là tính ra từ nhỏ tới lớn, ông mua cái dạng con mà tôi còn phải nghỉ. Phiền mấy ông gì. Nói hay nhiều khi có người phiên á thì ta hơi để tôi cũng nghe lời ông, còn có nhiều người đủ mẹ ông tốt làm gì đó ông đâm hơn tôi nữa. Nói vậy á, tôi hồi biết rằng vậy hồi đó tôi đâm hơn mấy ông, mà nhưng tôi hồi đó tôi khổ, tôi đâm hơn mấy ông thiệt, mấy ông làm không lợi tôi đâu, mà nhưng cái nhân quả tại mấy ông muốn coi ra cái nhân quả nặng lắm. Thành ra giờ tôi biết được là tôi mới phiền mấy ông, còn ông nào nghe được nghe không được là thôi. Mình thấy kiếp này mình sống phà phà vậy chứ kiếp sau mình biết sao. Không chừng mình đầu thai lên là làm con heo lại cho nó đâm lại mình. Sao có những cái lời nói giống như truyền nhân gian, tôi nói là làm mấy cái nghề này sống không có thọ đó không hay? Không hay thấy như sao? Nói nghề không phải nói là sống không có thọ, nó cái nghề heo nè. Cũng như nhiều ông á, tôi thấy có nằm bổ rồi mà ông sống cũng không tới 60. Đó, còn cái sống trên 60 mà mình nói ra không phải là hiểu cái gì. Nhiều khi thí dụ mình nói ra nhân quả đó. Hồi đó mình lên cho đầu thai là lên 80 tuổi mình chết, trở xuống. Mà nhưng mình làm thiện lên được 90, làm ác nó xuống là còn 60-70. Vậy á. Cũng có cái lý ha. Bây giờ xác giết nhiều quá thì ra là cũng như là giảm thọ lại. Bây giờ cái nghiệp của mình nè, như tôi nè, tôi được đủ ăn ha, được vậy là tôi mừng. Chứ cái nghiệp mà làm heo của tụi tôi ha, tôi nói thấy giàu á, những người làm chủ heo giàu á, mà sao này coi chừng nó khổ không tưởng tượng. Nó khổ dữ lắm. Là tôi chính là tôi gặp nhiều cái này, nhưng mấy người mà làm heo ở chỗ tôi á, xung đột sao khổ dữ lắm. Cũng như tôi mà mình là làm mướn không có đổi bằng chủ. Nó giàu giàu con heo là cả triệu bạc, 700-800 mà không giàu sao được, đêm làm bao nhiêu con. Bây giờ ở chợ ăn khú mình thôi, một đứa làm con thằng tim nó cũng lượm là 500-700 ngàn. Còn cái nghề thịt chó lợi nhiều hơn hay sao hay? Chó lợi nhỏ lắm, tại con chó đó mình mua con chó đây, thường thường tôi mua con chó 15 kg, 250-300 hết hạn. Thì mang ra còn 10 kg, 12 kg, 1 kg bán 100 mấy. Mình cho nó mất ký luôn đi ha. Ừ. Thì bây giờ con chó cũng còn lời, thí dụ con chó 15 kg làm cho là bán cũng chắc là được 1 triệu. Thế giờ người ta ưa chuộng cái nghề đó đúng không ha? Nghĩa là chạy chiếc xe để cái lòng sao đi bán chó mua chó đó. Cái là mua bán, cái đó là không phải nói chứ thà màng con vậy mà. Cái đó mua sanh bán tử. Thấy gì chứ nữa tội lắm. Rồi nhiều khi mình nói người ta không được, cái hoàn cảnh người ta không có nghề, người ta phải làm. Chứ còn mua sanh bán tử đây là, bây giờ tôi đừng nói hơi làm chó, mua chó. Nghề câu lưới là, đó, nghề đi câu lưới là mà giúp cái dầm lên, khô dầm là hết tiền. Nói vậy thôi. Sao mà ông hay giác ngộ được cái nhân quả mà sát sanh này không hay, tôi có nghe lại đâu? Không phải nghe, tại vì nói với năm mà chỉ thị 16 á là lúc đó cũng còn làm heo, còn làm luôn ha. Ai kêu làm gì làm nấy, đâu chó cũng làm luôn. Rồi có một thời Vinh Hai Dũng, một thời con Hai Dũng mấy là đi làm từ thiện, là chỉ thị 16 là đi kiếm rau củ quả gì cho người ta ăn, với nấu cháo trắng á, cháo cúc đậu đỏ đó, dừa rồi nè, nó dứa cho người ta ăn á.
giờ mấy ông mới phiên. Cái mình thấy mình cũng lớn rồi, và anh em người ta phiên mình, mình cũng thôi, cái này mình cũng đủ sống được, giờ nó mới nghỉ. Hồi lúc tôi nghỉ là năm chỉ thị 16 tôi mới nghỉ. Yeah. Thời đó viên hen, nếu không có viên bán là giàu luôn á. Mà nhưng nghỉ nên chỉ thị 16 tôi nghỉ, mà lúc đó tôi ăn tương nghe. Mà lúc mà mấy con bò nó chết nè, bò nuôi mà bị đau hột chết, con bò mà nó đã mua 2 triệu, 3 triệu. Yeah. Mua thua con heo. Mấy người đó, mấy người chủ bò kêu tôi mày, ăn tương vẫn mặn, bò. Yeah. Tại tôi mặn để này phải chi con bò của mấy ông mà còn sống á, mà bán 10 triệu, mà tôi hơi thôi mấy ông mặn con bò ấy, bán được 15 triệu, cái đó tôi tội. Còn con bò thì chết xuống rồi, giờ bây giờ lỡ trả 1-2 triệu mà con bò, trong khi đã mua con bò mười mấy 20 triệu rồi, giờ nuôi nữa. Thành ra mấy ông mượn tôi mặn, cái cách mặn của bò nó khác heo có khác không? Bò mình làm lúc da. Giờ tôi mới mặn là cái chỉ thị 16 không tôi mặn đâu, mà mười mấy con bò chết thì kêu mặn, mặn rồi đẩy đi bán tiếp luôn. Con bò thí dụ lỡ nó trả mình 2 triệu, 3 triệu, bán bò ra được 90 triệu. Cái đó là mình cứu ông chủ. Chứ con bò nếu mà chết rồi mà mình xả tội nữa, mình đi chôn hay đi dục, giờ cái người chủ người ta khổ lên sao? Cái đó tôi nghĩ là không có tội. Phải chi con bò còn sống mà tôi đem đập đầu mà người ta bán đi, cái tôi để lại bán 15 triệu, 20 triệu một lời, cái đó là tôi tội. Còn cái đồ chết rồi. Bây giờ tôi nói thẳng ở đây cũng vậy, à, ta nuôi heo chết á, lỡ cái chết mượn tôi mằng, tiền tôi nghĩ thiệt mà mượn tôi mằng, tại vì mình biết mằng, giờ heo ta chết để ta không biết mằng rồi cũng tội nghiệp ta, mằng để ta bán kiếm chút cháo là được, đó, tôi cũng không sợ cái vụ đó, tôi sợ nhất là nó còn sống mình đâm hỏng thôi, còn nó chết mình mằng, nó chết cái vật vô chi, nó có còn cái gì đâu. Cảm ơn hai nhiều. Cảm ơn câu chuyện của hai anh.